trăm channel. Chương 1142, quái chứng. Đám người phùng linh diên, Ngụy Trọng Lâu, Đoan Mộc đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là bị tin tức Nhạc Chi Ngọc tiết lộ làm khiếp sợ. Dù sao bọn họ tuy rằng trước đây cũng biết Lý Lạc có một ít thủ đoạn, nhưng bản thân Lý Lạc dù sao vẫn chỉ là thiên châu cảnh, tức là liền hắn có thể vượt cấp hơn một ít tiểu thiên tương cảnh, nhưng những đại ác tiêu kia cũng là đại thiên tương cảnh cho dù là một ít đệ tử của thượng viện thiên tinh viện khi gặp phải những đại ác tiêu này đều sẽ đấu có chút vất vả dù sao dị loại quỷ dị hơn nữa sinh mệnh lực ngoan cường gạt bỏ có chút khó khăn nhưng hiện tại lý lạc lại dựa vào thực lực thiên châu cảnh diệt sát hai đầu đại ác tiêu nhưng nhìn bộ dáng nhạc chi ngọc đây hiển nhiên cũng không phải đang nói đùa lý lạc nhìn ánh mắt khiếp sợ của bọn họ có chút bất đắc dĩ nói các ngươi không xem bảng công tích sao? Ngụy trọng lâu ra mặt có rút, hắn xem công trạng bảng đương nhiên chỉ nhìn mình cùng với top 10 thay đổi, ai sẽ chú ý động tĩnh của Lý Lạc? Phùng Linh Diên ngược lại nghiêm túc triệu ra, công tích bảng. Sau đó quả nhiên là ở vị trí thứ 17 gặp được tên Lý Lạc, giáp công phía sau, chứng minh Lý Lạc hẳn là đã từng chém giết đại ác tiêu. Chẳng lẽ ngươi vận dụng cái gọi là tinh thú ngoại lực? Nơi này chính là hình chiếu, chúng sinh quỷ bì tinh thú lực hung sát cuồng bạo sẽ dẫn tới ác niệm khí ăn mòn phùng linh diên nhíu mày hỏi lý lạc lắc đầu nói một chút thủ đoạn nhỏ khác mà thôi trong mắt phùng linh diên xẹt qua một tia kinh sắc lý lạc dĩ nhiên không dựa vào ngoại lực tinh thú còn có thủ đoạn chống lại đại ác tiêu nội tình của long nha mạch tam thiếu ra kinh người như vậy sao ngụy trọng lâu cũng có chút biến sắc chém giết đại ác tiêu đối với bọn họ mà nói không tính là quá khó khăn. Nhưng Lý Lạc Thiên Châu cảnh này cũng có thể làm được. Vậy thật là có chút đáng sợ. Dù sao lúc trước hắn còn ở cảnh giới Lý Lạc này, cũng không có cái này. Loại thủ đoạn. Cho nên lúc này ngay cả ngụy Trọng Lâu cũng không thể không thừa nhận. Lý Lạc này, tự hồ so với hắn tưởng tượng còn phiền toái hơn một chút. Đoàn mộc ngược lại không dây dưa quá nhiều về đề tài này ánh mắt của hắn hướng về phía hố sâu cực lớn phía trước huyết trì và bạch trụ nơi đó quá mức thu hút sự chú ý của mọi người đây là vạn bì tà tâm trụ phải không khuôn mặt đoan mộc âm nhu lúc này trở nên ngưng trọng nói sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào những người lột da bị treo giữa không trung máu chảy đầm đìa sắc mặt càng lúc càng âm chầm những sáp người bị lột da này chính là những học viên bị bắt đi Ta ở trong đó nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, mặc dù bọn họ ngay cả túi da cũng đã mất đi, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Những người khác đều là sợ hãi cả kinh, những thứ này hiện giờ huyết nhục mơ hồ, nhân sáp, chính là những kia bị bắt đi học viên. Nhưng mà trong lòng bọn họ lại dâng lên sự kinh sợ nồng đậm, dù sao những học viên này đều là đồng bạn của bọn họ, nhưng hôm nay lại bị biến thành bộ dáng đáng sợ này. Trên người bọn họ còn có sinh cơ những đại ác tiêu kia đem bọn họ bắt tới hẳn là muốn lấy tinh huyết của bọn họ đến đúc vạn bì tà tâm trụ phùng linh diên nói sắc mặt nhạc chi ngọc cũng âm trầm nàng nhìn huyết trì cuồn cuộn chán ghét nói chúng ta trực tiếp ra tay hủy vạn bì tà tâm trụ đi nàng tiến lên một bước quang minh tương lực rực rỡ từ trong cơ thể bộc phát ra sau đó trực tiếp hóa thành dòng nước lũ quang minh trăm trượng đánh tới vạn bì tà tâm trụ mọi người cũng không ngăn cản, trước mắt đích thật là cần có người ra tay thăm dò. Bùm! Quang Minh tương lực oanh kích vào cột trụ khổng lồ màu trắng, trong nháy mắt tiếp theo, ác niệm chi khí vô biên vô hạn từ trong đó tuôn ra, Quang Minh tương lực tràn ngập thần thánh cùng tinh lọc khí tức, lại là bị một sung mà tán. Mambo Mambo! Mà lúc này, phía dưới huyết trì bên trong đột nhiên nổi lên kịch liệt bọt nước, sau đó mọi người chính là nhìn thấy từng tấm thảm màu trắng ra người từ trong huyết trì toát ra da người nhanh chóng phồng lên phảng phất có máu loãng sền sệt rót vào trong đó trong mấy hơi thở một đạo đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trên huyết trì những bóng người này cả người tràn ngập bàng bạc áp niệm chi khí hai đồng tử của bọn họ huyết hồng một mảnh không ngừng có huyết thủy chảy xuôi ra phảng phất là huyết lệ bình thường mà phùng linh diên nhạc chi ngọc bọn họ nhìn thấy những bóng người này thì sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi bởi vì những khuôn mặt này bọn họ đều có chút quen thuộc, chính là lúc này treo ở giữa không trung những cái kia bị làm thành, nhân sáp, học viên túi da. Chỉ có điều hiện giờ, những túi da này bị máu loãng rót vào, đã hình thành một loại dị loại. Mà ngoại trừ dị loại do túi da của những học viên này biến thành, một đầu ác tiêu cũng là từ sâu trong huyết trì chui ra, trong đó thậm chí còn xuất hiện thân ảnh đại ác tiêu. Nhìn loại này quy mô dị loại bộ đội, ở đây mọi người cũng là hiểu được, một hồi ác chiến là không thể tránh khỏi. Muốn phá hủy vạn bì tà tâm trụ, nhất định phải thanh trừ những dị loại bảo vệ nơi này. Hơn nữa đáng sợ nhất còn không phải là những đại ác tiêu xuất hiện, mà là theo càng ngày càng nhiều dị loại xuất hiện, trong huyết trì bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy. Sâu trong vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy được một quả trứng quái hình tròn ước chừng không trượng, quả trứng quái này toàn thân trắng bạch tự hồ là do từng tấm da người trải ra mà thành, trứng quái điên cuồng phun ra nuốt vào máu loãng, ở mặt ngoài vỏ trứng kia, có từng tấm giữ tợn. Mà khuôn mặt vặn vẹo hiện ra, tất cả mọi người vào lúc này cảm nhận được một cụ ác niệm khí tức kinh người từ trong trứng quái tản mát ra. Bên trong tự hồ là đang thai ngén vật gì đáng sợ. Nhưng mà còn không đợi mọi người nói chuyện, trong huyết trì đông đảo dị loại cùng với ác tiêu, đã giống như thủy triều chen trúc mà ra sau đó đối với đội ngũ của mọi người đánh giết mà đến nghênh địch khuôn mặt phùng linh diên lạnh như băng tương lực bản thân vào lúc này đều bộc phát vô số ánh sáng xám đen từ dưới chân bạo xạ ra trực tiếp là dẫn đầu xuyên thấu mấy con ác tiêu sông lên phía trước nhất ở trên đỉnh đầu thiên tướng đồ hiện ra phun ra nút vào năng lượng thiên địa đám người nhạc chi ngọc đoan mộc ngụy trọng lâu cũng không hề giữ lại chút nào. Thực lực đỉnh cao đại thiên tương cảnh đều bộc phát, sau khi bọn họ thanh trừ một ít dị loại chặn đường, chính là tập trung vào những đại ác tiêu có lực uy hiếp nhất. Những học viên còn lại cũng nhao nhao ra tay nghênh chiến dị loại. Trong lúc nhất thời, đại chiến kịch liệt bộc phát, tương lực ba động phóng lên cao, từng đạo thiên tướng đồ cùng với thiên tướng kim ấn nhao nhao hiện ra. Lý lạc cầm long tượng đao trong tay, ánh đao chém xuống, hư không vỡ nát, hắc long khống chế xâm hàn minh thủy gào thét mà ra, trực tiếp là đem phía trước rất nhiều dị loại đều chém diệt, chỉ có hai đầu ác tiêu sinh mệnh lực tràn đầy, kéo lê tàn phá thân thể tiếp tục khí thế hung hãn đánh tới. Hiu, hai đạo hắc quang ẩn chứa tử khí gào thét mà đến, rơi vào trên người hai con ác tiêu, trực tiếp là đem chúng nó tiêu tan thành nước thối màu đen. Lý Lạc quay đầu, chính là nhìn thấy Lý Hồng dũ đứng ở cách đó không xa cầm trong tay, huyền mộc vũ phiến, hướng về phía hắn cười cười. Đa tạ hồng giữ học tỷ. Lý Lạc cười nói, kỳ thật hắn bên này cũng không quá cần hỗ trợ, nhưng Lý Hồng giữ hiển nhiên vẫn là vì bảo đảm hắn an toàn, đi theo bên cạnh hắn. Đại chiến đã bắt đầu, thất tinh thiên châu này cũng không đủ dùng. Lý Lạc liếc nhìn bảy viên thiên châu rực rỡ hiện lên phía sau, hắn nhìn dị loại như thủy chiều phía trước, trong mắt cũng không có chút sợ hãi, Ngược lại tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Trong cơ thể ba tòa tướng cung ông minh chấn động, trạng thái của hắn đã tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Lý Lạc hiểu được cơ hội hắn chờ đợi đã tới, vì thế hắn lấy ra Ngộ Linh Hà, trước đây ở vị trí trung tâm lá sen, cá nhỏ màu vàng tím bơi lội trong vũng nước nho nhỏ. Lý Lạc vươn tay, lấy tương lực đem Linh Hà huyền tinh kia nhiếp ra, sau đó lại lấy ra Thiên xích Đan hắn đầu tiên là đem thiên xích đan nhét vào trong miệng cá của linh hà huyền tinh tiếp theo hai tay khép lại trong lúc tương lực bộc phát trực tiếp đem linh hà huyền tinh nén thành một quả quang cầu tiếp theo lý lạc lấy long tượng đao cắt một vết thương ở ngực nhét quả cầu ánh sáng này vào máu tự thân chảy xuôi xuống từ quang cầu cọ rửa mà qua nhất thời mang theo một cỗ năng lượng bằng bạc quét sạch bách hải tứ chi cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia bắt đầu nhanh chóng tăng cường lực lượng, lý lạc ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng lên, sau đó tay cầm long tượng đao, trực tiếp là đối với phía trước đông đảo dị loại chủ động xông lên. Hắn lúc này, cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu, đến triệt để luyện hóa cùng hấp thu cỗ kia khổng lồ năng lượng, sau đó mượn lực lượng, hoàn thành trận này mưu đồ đã lâu đột phá. Cửu tinh thiên châu cảnh, mà khi xung quanh huyết trì bộc phát đại chiến kịch liệt, trong bóng tối cách đó không xa bóng người đeo huyết quan cũng đang theo dõi thật là náo nhiệt a à, sau đó ánh mắt của huyết quan nhân hướng về phía quả trứng quái chìm nổi trong vòng xoáy huyết trì giờ khắc này huyết quan phía sau hắn chấn động kịch liệt khe hở nắp quan tài làm như có từng con mắt màu đỏ như máu nhô ra huyết quan nhân gắt gao áp chế nắp quan tài ánh mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng nhìn chăm chú vào quả trứng quái kia đây là Chân ma đàn, chém giết kịch liệt ở bên ngoài huyết trì bộc phát, đầy trời đều là gào thét cuồng bạo, tương lực ba động cùng ác niệm chi khí, giữa không trung, từng đạo đồ sộ thiên tướng từ từ triển khai, phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, đồng thời hạ xuống từng đạo hùng hồn đến cực điểm tương lực nước lũ, tựa như thiên phạt. Hai đại cổ học phủ bên này, lấy Phùng Linh Diên, Vương Không, Nhạc Chi Ngọc, Đoan Mộc Ngụy Trọng Lâu những đệ tử đại thiên tương cảnh cấp bậc đứng đầu này hợp thành phòng tuyến mạnh nhất. Bọn họ mỗi người đều là quấn lấy hai đầu đại ác tiêu trở lên. Từng đạo phong hầu thuật uy năng cường đại thi triển ra, khí thế bằng bạc mà sắc bén. Mà những người còn lại, lại là đem hết toàn lực thanh trừ một ít ác tiêu cùng với mượn túi gia học viên biến thành dị loại. Song phương va chạm ngay từ đầu liền tiến vào đến gây cấn chém giết chung, tại dị loại bị thanh trừ đồng thời, cũng có học viên tại xuất hiện thương vong. Đây là chuyện không có biện pháp, dù sao đây không phải là lịch lãm ôn hòa của học viện, mà là người chết ta sống liều mạng chém giết, cùng dị loại không có tình cảm đáng nói nói cái gì đến liền rừng hiển nhiên là chuyện rất buồn cười. Tất cả mọi người đều là giết đỏ mắt, trong cơ thể tương lực vận chuyển tới cực hạn, liền kinh mạch đều là bị va chạm đến đau đớn đứng lên, nhưng như cũ không ai dám dừng tay, mà là không ngừng chém giết trước mắt vọt tới dị loại đám người tông sa giang vãn ngư lục kim từ đoàn kết cùng một chỗ trong bọn họ giang vãn ngư thực lực kém cỏi nhất kỳ thật thực lực của nàng cũng là bởi vì trước đây phân phối thiên xích đan từ đó tăng lên tới ngũ tinh thiên châu cảnh nhưng dù vậy dưới thế cục này bản thân nàng cũng là nguy hiểm hoàn sinh nếu như không phải có đám người tông sa hỗ trợ giang vãn ngư có mấy lần đều sẽ bị dị loại tập kích nhiệm vụ lần này quá mức hung hiểm đối với thiên châu cảnh mà nói, cũng chỉ có thể nói là có thể tự bảo vệ mình. Dù sao, không phải tất cả mọi người thiên châu cảnh, đều là như lý lạc biến thái như vậy. Tông Sa cầm trường thương trong tay, đỉnh đầu lơ lửng một quả, thiên tướng kim ấn, kim ấn phun ra từng đạo kim quang, đem dị loại xung quanh vọt tới đều chấn lui, chỉ có một đầu ác tiêu đỉnh kim quang cọ rửa, đập vào mặt công tới. Trường thương trong tay Tông Sa hóa thành thương mang sắc bén, cùng với một kích đang làm như tiếng kim thiết bạo phát tông sa bị chấn đến lui liên tục mấy bước đầu ác tiêu kia thực lực hoàn toàn không kém hắn hơn nữa ngay khi hắn chấn lui phòng tuyến bên này cũng xuất hiện sơ hở một đầu ác tiêu khác lấy tư thái quỷ dị bạo xạ mà tiến móng tay sắc bén chính là mang theo tiếng bạo tạc đâm vào tai cùng với ác niệm khi âm lãnh sền sệt đối với những thiên châu cảnh phía sau giang vãn ngư sung phong mà đi tông sa biến sắc vội vàng cứu viện nhưng ác tiêu phía trước đã mang theo khí tức ác niệm bằng bạc tấn công làm cho hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình phòng ngự lục kim từ đặng trúc hai người thực lực hơi mạnh nhưng cũng chỉ là cấp độ thất tinh thiên châu bọn họ đều bộc phát tương lực thì triển thế công mạnh nhất đánh về phía ác tiêu đang lao tới buông nhưng như vậy va chạm bên trong ngược lại là hai người như gặp trọng kích trong cơ thể khí huyết quay cuồng một mụn máu tươi phun ra trực tiếp chính là bắn ngược ra ngoài biến thành lăn địa hồ lô ác niệm khí quấn quanh mà đến vô số không hiểu quỷ dị tiếng nói nhỏ ở trong lòng vang lên làm cho bọn họ ánh mắt đều là xuất hiện một lát hỗn loạn giang vãn ngư thấy thế cắn răng một cái phía sau năm viên sáng chói thiên châu bộc phát ra chói mắt hào quang trong đó một viên thậm chí xuất hiện rất nhỏ vết nứt nàng cũng quyết đoán hiểu được chênh lệch giữa bản thân và ác tiêu trước mắt, cho nên dứt khoát trực tiếp tự bạo một viên thiên châu, để đổi lấy thời gian thở dốc của đồng bạn. Ông! Bất quá cũng chỉ trong khoảnh khắc này, đột nhiên có một đạo đao quang sắc bén vô cùng cuốn theo tiếng rồng ngâm bá đạo gào thét mà đến, đao quang xẹt qua, đúng là đem ác niệm khí nồng đậm quanh thân ác tiêu kia diệt trừ hết, sau đó một đao liền đem cổ ác tiêu kia, chặt đứt. Đoạn đầu ác tiêu vẫn duy trì tư thế lao ra, nhưng kiếm quang trong tay giang vãn ngư xẹt qua, hùng hồn tương lực gào thét mà ra, chỉ thấy hư không nứt ra khe hở, một đầu hỏa long gầm thét mà ra. Xích long ly hỏa kỳ, hỏa long dương nanh múa vuốt, trực tiếp va chạm với ác tiêu chặt đầu kia, người sau lúc trước bị thương nặng, ác niệm chi khí đã mỏng manh, cho nên hỏa long xuyên qua mà qua, nấu chảy nó. Giang vãn ngư thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía đao quang lúc trước cuốn tới đó là nhìn thấy lý lạc cầm long tượng đao trong tay đạp bước mà qua trực tiếp lần nữa nghênh đón ác tiêu nhào tới cảm ơn giang vãn ngư nói cảm ơn nhưng lý lạc cũng không có đáp lại giang vãn ngư lúc này mới phát hiện trạng thái lúc này của lý lạc tự hồ là có chút không đúng người sau tự hồ là đắm chìm trong chiến đấu chém giết kịch liệt này hơn nữa làm cho nàng ngạc nhiên nhất chính là Dao động tương lực tản mát ra trong cơ thể Lý Lạc, đang lấy một loại tốc độ kinh người liên tục kéo lên. Ánh mắt Giang Vãn Ngư dừng lại sau lưng Lý Lạc, chỉ thấy nơi đó xuất hiện tám viên thiên châu. Giang Vãn Ngư có chút khiếp sợ, bởi vì nàng có thể cảm ứng được, lúc này thiên châu phía sau Lý Lạc sáng chói hùng hồn, hoàn toàn là do tương lực của bản thân hắn biến thành, mà không phải bởi vì ngoại lực gia trì. Hắn đang luyện hóa linh hà huyền tinh và thiên xích đan lúc trước, hắn đây là muốn trùng kích cửu tinh thiên châu cảnh. Trong lòng Giang Vãn Ngư nhấc lên sóng biển ngập trời, nàng nhìn thân ảnh Lý Lạc. Ánh mắt có chút hoàng hốt, phải biết rằng khi Linh Tương Động Thiên mới gặp Lý Lạc, đẳng cấp tướng lực thậm chí còn không bằng nàng. Nhưng trước mắt khi nàng chỉ là ngũ tinh thiên châu cảnh, Lý Lạc lại bắt đầu trùng kích cảnh giới cực hạn của thiên châu cảnh. Cửu tinh thiên châu cảnh, đây là bao nhiêu thiên kiêu tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng mà cuối cùng đều là chiết kích trầm xa, chỉ có cực ít nội tình cùng cơ duyên đều là hùng hậu người, mới có thể hoàn thành một bước này. Mà hiện tại, Lý Lạc cũng muốn trùng kích một bước này sao? Thật sự là, tham vọng thật lớn. Giang vãn ngư trong lòng phức tạp, cửu tinh thiên châu nàng không phải chưa từng thấy qua, nhưng ở tam tinh viện lúc có thể đạt tới một bước này, cho dù là ở cổ học phủ bên trong, đều tuyệt đối xem như hiếm thấy đến cực điểm. Lý Lạc, cố lên giang vãn ngư nhìn lý lạc rõ ràng đang dùng cường độ chiến đấu cao kích phát tất cả tiềm lực trong cơ thể cũng hiểu được lúc này hắn đang ở thời khắc mấu chốt trung kích cho nên cũng không quấy dày hắn mà là thấp giọng chúc phúc mà lúc này lý lạc cũng đích xác che chắn tất cả quấy nhiễu bên ngoài hắn cầm trong tay long tượng đao chỉ có dị loại trước mắt không ngừng vọt tới nội tâm của hắn thanh minh yên tĩnh hắn làm như có thể thấy rõ quỹ tích lưu động của mỗi một đạo tương lực trong cơ thể đồng thời ở chỗ ngực, máu cọ rửa, đem quang cầu do, linh hà huyền tinh, cùng, thiên xích đan, biến thành không ngừng tan rã, năng lượng bàng bạc bị cuốn quét đến tứ chi bách hài. Lực lượng mênh mông tựa như nộ long gầm thét trong cơ thể. Tương lực trong ba tòa tướng cung cũng vào lúc này cường thịnh đến cực hạn. Hồ nước trong cung sáng người sạch sẽ, không ngừng khuếch trương, đồng thời mặt hồ nhấc lên sóng lớn, mỗi một giọt hồ nước đều là lưu chuyển sáng bóng tản ra khí tức thần thánh. Trong mộc thổ tướng cung, đại thụ chọc trời cắm rễ đất nâu không ngừng vui vẻ sinh trưởng sinh cơ dâng trào tràn ngập trong tương cung. Trong long lôi tướng cung, lôi vân không ngừng xuất hiện, lôi đình nổ vang, mà trong tầng mây, một đạo lôi long uy vũ giữ tận chậm rãi du động, tùy ý lôi quang xẹt qua long lân. Thậm chí kim luân thần bí ở sâu trong cơ thể, phảng phất đều là vào lúc này nở rộ ra hào quang rất nhỏ tiểu vô tướng hòa, ở giữa kim luân, theo đó trở nên tràn đầy. Lý là cảm giác hắn hiện tại phảng phất là có lực lượng vô tận, long tượng đao trong tay mỗi một lần chém ra, đều nương theo tiếng long tượng tề minh, tiếng khí bạo không dứt bên tai. Dị loại trước mắt, cho dù là ác tiêu thực lực hơi yếu một chút, cũng khó có thể ngăn cản uy lực một đao của hắn. Ở phía sau, bên cạnh viên thiên châu thứ tám, một điểm sáng rất nhỏ, bắt đầu nở rộ ra hào quang sáng ngời. Tất cả lực lượng trong cơ thể giống như là tìm được cửa xả lũ, hướng về nơi đó chen chúc mà vào. C. Lý Lạc ở trong dị loại quét ngang, một đầu toàn thân huyết hồng, ác tiêu hình thể cường tráng theo dõi hắn, còn ác tiêu này có được lực lượng cấp chân ấn, hơn nữa nhìn hình thể cùng sắc thái đỏ tươi, hiển nhiên là thuộc về loại dị loại có tiềm lực đột phá đến đại ác tiêu. Trước đó đã có hai gã chân ấn cấp học viên bị hắn đánh bị thương còn có một gã hư ấn cấp học viên bị hắn vặn gãy thân hình sau đó đem máu tươi khuynh sái đến trên mặt nơi đó giữ tợn vặn vẹo chữ ác giống như cái miệng to như chậu máu đem những máu tươi kia đều nuốt vào nó phát ra tiếng rít nhọn thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh lao thẳng tới lý lạc lý lạc cẩn thận nó hướng ngươi đi hai gã học viên cấp chân ấn phụ trách quấn lấy đầu ác tiêu đỉnh cấp thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời bọn họ cũng là thân ảnh bạo xạ mà ra, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà Lý Lạc cũng không có lui về phía sau, hắn chậm rãi nâng lên long tượng đao lưu chuyển hàn quang trong tay, mũi chân hạ xuống, cổ chân khẽ cong, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Thân ảnh bạo xạ mà ra, lực lượng trong cơ thể vào lúc này mênh mông đến cực hạn thiên châu phía sau điên cuồng xoay tròn giống như tạo thành một đạo quang hoàn sáng ngời ba tòa tướng cung phát ra tiếng sấm chấn động trên đao quang của lý lạc có lôi đình cuồng bạo nhảy lên đồng thời hào quang mang tính biểu tượng của song tướng lực cũng hiện ra đao quang chém xuống hư không lập tức nứt ra một khe hở bên trong có vô biên lôi quang gào thét mà ra trong lôi quang một cái khổng lồ đầu rồng hiển lộ ra uy vũ dữ tợn răng nanh răng sắc chảy suối lôi quang. Đây là Ngân Long Thiên Lôi Kỳ. Tại thời khắc trạng thái gần như hoàn mỹ này, Lý Lạc cuối cùng đem đạo phong hầu thuật này tu luyện mà thành, hơn nữa bởi vì là đột phá đỉnh cao, trong đó ẩn chứa tướng lực, so với dĩ vãng bất kỳ một lần nào đều có vẻ mạnh mẽ hơn. Lôi Long cùng đao quang cuốn theo, trực tiếp va chạm với đầu ác tiêu đỉnh cấp kia. Năng lượng chấn động kinh người kia, dẫn tới một ít học viên đại thiên tướng cảnh phụ cận đều là lộ ra kinh ngạc, từng đạo tầm mắt không ngừng chiếu tới. Mà dưới ánh mắt chăm chú nhìn, thân ảnh Lý Lạc trực tiếp đan xen với ác tiêu đỉnh cấp. Bum, Vết rách thật lớn lan tràn ra mặt đất. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo đem một ít dị loại phụ cận trực tiếp phá hủy tan rã. Thân hình con ác tiêu đỉnh cấp kia vẫn duy trì tư thái sông về phía trước, nhưng hơn 10 bước sau, mặt ngoài thân thể nó đột nhiên có lôi quang vết rách hiện ra chợt lôi quang bộc phát trong tiếng nổ vang thân thể ác tiêu này trực tiếp nổ tung ra rất nhiều học viên đều mở to hai mắt đám người tông xa lục kim từ lại hít sâu một hơi khí lạnh đầu ác tiêu đứng đầu ngay cả bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ lại bị lý lạc một đao chém giết chỉ có giang vãn ngư sau khi trải qua ngưng trệ trong nháy mắt đôi mắt đẹp mãnh liệt hướng về phía lý lạc sau đó nàng chính là nhìn thấy cầm đao đứng ở phía trước đạo thân ảnh kia sau lưng từng viên thiên châu trói mắt sáng trói xoay tròn một viên ba viên năm viên tám đôi mắt giang vãn ngư cuối cùng động lại bên cạnh viên thiên châu thứ tám chỉ thấy nơi đó một viên thiên châu rực rỡ cực kỳ trói mắt lẳng lặng du động viên thiên châu này so với những thiên châu khác cường thịnh đâu chỉ mấy lần bởi vì đó là Viên Thiên Châu thứ 9 Cực kỳ Thiên Châu, cửu tinh Thiên Châu Lý Lạc, rốt cục hoàn thành đột phá Trong chiến trường hỗn loạn, khu vực Lý Lạc đang ở cũng hóa thành một mảnh đất khô cằn Lôi đình lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi, thiêu đốt mặt đất đen kịt Lúc này hắn cầm đao mà đứng, trong mắt bộc phát ra tinh quang rực rỡ Ở phía sau, chín khỏa trói mắt Thiên Châu từ từ chuyển động Giống như nút chửng hấp thu thiên địa năng lượng, mà một cỗ cực đoan mạnh mẽ tương lực ba động, cũng là vào lúc này từ trong cơ thể lý lạc tản mát ra. Đưa tới rất nhiều ánh mắt khiếp sợ. Cửu tinh thiên châu cảnh. Mặc dù lúc này là ở trong đại chiến, nhưng vẫn là có người nhịn không được thất thanh kinh hô. Thậm chí ngay cả Phùng Linh Diên, Nhạc Chi Ngọc, ngụy Trọng Lâu đang cùng đại ác tiêu kịch chiến, đều bị cỗ dao động tương lực mạnh mẽ này hấp dẫn. Sau đó bọn họ liền thấy được chín khỏa thiên châu chuyển động phía sau Lý Lạc lúc này ánh mắt đều là không nhịn được biến đổi. Đối với loại đệ tử đứng đầu thiên tinh viện thượng viện như bọn họ mà nói, cửu tinh thiên châu cảnh mặc dù khó, nhưng dù sao bản thân bọn họ đều là thiên phú chắc tuyệt, thân mang cửu phẩm tướng tính, cho nên khi ở thiên châu cảnh, bọn họ cũng có người từng đạt tới một bước này. Thế nhưng, khi bọn họ hoàn thành tích lũy cửu tinh thiên châu, đều đã tiến vào tứ tinh viện, nhưng lý lạc, cũng là lấy tam tinh viện viện cấp, đặt chân đến cảnh giới này. Cái này nhìn như giữa hai người cũng liền tranh lệch một năm, nhưng bọn họ đều phi thường rõ ràng trong này khó khăn là cỡ nào kinh người. Mặc dù là kiêu ngạo nhạc chi ngọc, cũng không thể không thừa nhận, nàng tại tam tinh viện lúc, làm không được một bước này, mặc dù bản thân nàng bối cảnh, thiên phú, tài nguyên đều là không thiếu, nhưng trung quy vẫn là khiếm khuyết một điểm. Nhưng bây giờ, Lý Lạc đã làm được. Ánh mắt mọi người có chút phức tạp, Lý Lạc này, Khó trách sẽ được Khương Thanh Nga yêu ái, phần thiên tư này, hơn nữa bối cảnh cùng với bộ dáng tuấn lãng đẹp mắt này, sợ rằng là một cô gái cũng sẽ vô duyên sinh ra một phần hảo cảm. Ngụy Trọng Lâu kia thì âm thầm cắn răng, trong lòng tức giận, đáng giận a, à, đối thủ này sức cạnh tranh quá mạnh mẽ, lại cùng Khương Thanh Nga có hôn ước, hết lần này tới lần khác Khương Thanh Nga còn cực kỳ yêu ái lý lạc, cái loại tình cảm sâu đậm này ngay cả người ngoài cũng có thể cảm giác được. Cho nên cái này kiên cố đến không có nửa điểm sơ hở chân tường liền hắn đều là cảm giác được áp lực cực lớn cái này thật đúng là quá khó đảo đối mặt với rất nhiều ánh mắt chấn động xung quanh trên khuôn mặt tuấn lãng của lý lạc cũng hiện ra nụ cười sáng lạn ngày này rốt cục đã tới cửu tinh thiên châu cảnh vì một bước này hắn đã trải qua rất nhiều tích lũy cùng chuẩn bị mà hoàng thiên không phụ lòng người hắn rốt cục vẫn đi lên cảnh giới này Thiên Châu cực kỳ, là cửu châu. Mà người đặt chân vào cảnh giới này, nội tình căn cơ kiên cố vô cùng. Cho nên xưa nay có danh xưng hạt giống phong hầu, chỉ cần hắn trên đường không bởi vì biến cố chết non, như vậy đặt chân vào cảnh giới phong hầu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi mênh mông tương lực, cỗ tương lực kia mạnh mẽ, so với trước đây thất tinh thiên châu cảnh không biết cường hãn bao nhiêu. Đây là cửu tinh thiên châu cảnh trong tiểu thiên tương cảnh, cho dù là chân ấn cấp, chỉ sợ cũng đánh không lại ta. Dưới đại thiên tướng cảnh, ta coi như vô địch. Mà đại thiên tướng cảnh, mặc dù không mượn ngũ vĩ cùng đại huyết độc thuật, nghĩ đến cũng có thể làm được một đổi một. Đương nhiên, loại đại thiên tướng cảnh này, chỉ là loại thiên tướng đồ, bất quá ngàn trượng tả hữu mà cũng không phải là như Phùng Linh Diên, nhạc chi ngọc các nàng loại này tám ngàn trượng tả hữu đại thiên tướng cảnh hậu kỳ lúc này vừa mới hoàn thành đột phá lý lạc tự thân trạng thái leo tới đỉnh phong tai mắt cảm giác cũng vào lúc này đạt tới nhất nhạy cảm cấp độ hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng lưu động ở bất cứ nơi nào trong chiến trường lúc này lý lạc nếu ngươi đã thăng cấp cửu tinh thiên châu cảnh trước hết đi thu hoạch hết ác tiêu trong sân phùng linh diên cũng phục hồi tinh thần lại sau đó quát lý lạc gật đầu vừa muốn hành động thần sắc hắn đột nhiên dừng lại Dĩ, trong mắt Lý Lạc đột nhiên xuất hiện một tia kinh nghi, bởi vì hắn cảm giác được xa xa trong một mảnh bóng ma, vậy mà tồn tại một ít âm lãnh quỷ dị dao động. Còn có ngoại tộc dinh mò. Trong lòng Lý Lạc chấn động, sắc mặt biến ảo, bàn tay nắm chặt, thiên long trục nhật cung xuất hiện trong tay. Trong chớp mắt tiếp theo hắn trực tiếp kéo cung bắn tên, một đạo năng lượng quang tiễn khí thế bảng bạc dùng tốc độ như điện quang thạch hỏa cắt qua hư không dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bắn vào trong bóng tối kia. Lý Lạc đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Người đang nổi điên cái gì? Ngụy trọng lâu nhíu mày, quát lên thành tiếng. Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc của bọn họ liền tiêu tán mà đi, thay vào đó là ý kinh hãi. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn thấy, theo Lý Lạc năng lượng mũi tên rơi vào kia phiến trong bóng tối, nơi đó hư không nhất thời xuất hiện vạn vẹo. Ngay sau đó, ước chừng 10 đạo thân ảnh liền lấy một loại cực kỳ đột ngột tư thái rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. 10 đạo thân ảnh này cực kỳ quỷ dị, phía sau bọn họ, đều là lưng đeo một cỗ quan tài, người cầm đầu, sau lưng quan tài càng là đỏ tươi như máu, làm người ta cảm thấy cực kỳ bất an. Những người còn lại thì lưng đeo hắc quan. Khí tức âm lãnh nồng đậm, hỗn tạp một loại ác niệm chi khí từ trong cơ thể bọn họ tản mát ra. Bọn họ là ai? Phùng Linh Diên, Nhạc Chi Ngọc, Vương không bọn người đều là vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên bị một đám người đột nhiên hiện thân này làm rối loạn trận tuyến. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra được, những người trước mắt này cũng không phải là dị loại, nhưng trên người bọn họ, lại tản ra ác niệm khí. Vừa nhìn cũng không phải thiện loại, càng không có khả năng sẽ là đồng minh của bọn họ. Nhưng lần này, tiểu thần thiên bên trong ngoại trừ bọn họ hai đại học phủ đội ngũ bên ngoài vậy mà còn trà trộn vào thế lực khác đội ngũ mọi người đều là sợ hãi mà ở thời điểm đám người phùng linh diên khiếp sợ sát quỷ chúng hiện thân kia cũng là hơi có chút ngạc nhiên nguyên bản bọn họ là muốn chờ đội ngũ hai đại cổ học phủ này cùng ác tiêu chém giết kịch liệt hơn lại đột nhiên tập sát kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị lý lạc đột nhiên phát hiện tung tích Tên huyết quan nhân kia kinh ngạc trong chớp mắt, nhếch miệng cười rộ lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lý lạc, ánh mắt tràn ngập hung tàn cùng thèm nhỏ dãi, cười nói, cửu tinh thiên châu. Không sai, đúng là một nguyên liệu nấu ăn tốt. Nếu là người phát hiện ra chúng ta trước, vậy cho ngươi một phần thưởng đi. Đi, xử lý hắn, đừng giết chết hắn. Hắn nghiêng đầu phân phó với hai gã quan tài đen trên khuôn mặt hai gã hắc quan nhân lập tức hiện ra nụ cười dữ tợn lão đại yên tâm chúng ta sẽ chém tứ chi của hắn đưa đến trước mặt ngươi bọn họ những hắc quan nhân này đều là thực lực đại thiên tướng cảnh lý lạc tuy rằng tiến vào cửu tinh thiên châu cảnh nhưng hai gã hắc quan nhân đủ để chấn áp trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh hai người đột nhiên bạo xạ ra năng lượng hắc vụ mênh mông từ trong cơ thể bọn họ thổi quét ra năng lượng kia âm lãnh đến cực điểm mơ hồ có mùi vị ác niệm chi khí. Mà huyết quan nhân kia lại đem tầm mắt hướng về phía phùng linh diên thực lực mạnh nhất trong trận, đám người vương không, trong mắt hắn lóe ra điên cuồng, quang mang tàn nhẫn, năng lượng âm lãnh hùng hồn mênh mông phóng lên cao, hóa thành sương mù xám đen, che khuất bầu trời. Đồng thời hắn cắt bước đi vào chiến trường. Đông đảo học viên đều bị khí thế chấn nhiếp chật vật lui về phía sau, khí tức nguy hiểm trên người huyết quan nhân trước mắt quả thực so với những đại ác tiêu kia còn kinh người hơn. Huyết quan nhân khóe miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn, hắn tay áo vung lên, năng lượng âm lãnh gào thét mà ra, giống như hàn chiều lạnh lẽo, đối với học viên bốn phía cuốn đi. Hư, bất quá vào lúc này, đột nhiên đại địa chấn động, xanh biếc tương lực thổi quét mà đến, đúng là có một gốc cây thanh mộc chống rỗng sinh trưởng ra, tựa như một mặt tường thành đem kia âm lãnh năng lượng toàn bộ chống đỡ xuống. Năng lượng âm lãnh cực kỳ ác độc, hai người chạm vào nhau, thanh mộc đều héo rũ. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở một gốc cây thanh mộc đỉnh, kia âm nhu tuấn mỹ bộ dáng. Vừa vặn thiên nguyên cổ học phủ đệ tam tịch, đoan mộc. Hắn bên kia trước tiên đưa tay ra, cho nên lúc này liền ra tay ngăn cản công kích của huyết quan nhân. Ở đâu ra thứ quỷ dị, cút xa một chút đoàn mộc mặt lạnh như băng ở trên đỉnh đầu một quyển thiên tướng đồ đồ sộ từ từ mở ra bên trong tràn ngập màu xanh biếc giống như là một mảnh rừng rậm cổ xưa tràn ngập sức sống hắn nhìn huyết quan nhân rậm chân mà đến cũng không có nhiều lời vô nghĩa hai tay đột nhiên kết ấn hóa thành từng đạo tàn ảnh đồng thời tương lực bàng bạc phóng lên cao bên trong thiên tướng đồ to lớn kia năng lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn phủ xuống cùng tương lực bản thân dung hợp cùng một chỗ. Trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay khổng lồ màu xanh xuất hiện ở phía chân trời, bàn tay khổng lồ kia kết ấn, trên đó tựa hồ là trải rộng hoa văn cổ xưa huyền diệu, đồng thời lấy một loại tư thái cực kỳ bá đạo trần áp mà xuống. Mà ở đây có học viên thiên nguyên cổ học phủ thấy thế, đều là nhịn không được nói, đó là thanh mộc Phật thủ của đoan mộc học trường. Đây chính là diễn thần cấp phong hầu thuật. Hiển nhiên, đối mặt với huyết quan nhân thần bí này đoan mộc cũng không dám có bất kỳ sự nâng đỡ nào đi lên chính là thi triển thủ đoạn mạnh nhất của bản thân phật thủ màu xanh lấy thái sơn áp đỉnh trấn áp mà đến mà trên khuôn mặt huyết quan nhân kia cũng không hiện lên bất kỳ vẻ sợ hãi nào hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết quan phía sau quan tài mở ra một ít làm như có xúc tu đỏ như máu vươn ra sau đó trực tiếp xuyên thấu vào áo ba lỗ của huyết quan nhân sau một khắc Ngực huyết quan nhân nứt ra một khe hở, một con mắt đỏ như máu mà quỷ dị từ trong ngực chui ra. Gấu, huyết mục chớp động, chỉ thấy huyết hồng hỏa diễm mãnh liệt thổi quét ra, trực tiếp nghênh đón kia trấn áp mà xuống màu xanh Phật thủ. Ầm um, ầm, um, hai người tiếp xúc, nhất thời bộc phát ra năng lượng kinh thiên va chạm, nhưng mọi người rất nhanh liền biến sắc nhìn thấy, cái kia màu xanh Phật thủ đúng là tại kia huyết viêm thiêu đốt hạ, nhanh chóng héo rũ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thủ đoạn mạnh nhất của đoan mộc chính là hóa thành cho bụi đầy trời. Còn huyết quan nhân thì bước chậm trong đống cho tàn, cười khinh miệt với đoan mộc. Các ngươi những này cổ học phủ ái mộ bồi dưỡng ra thiên kiêu, cũng chỉ có chút này thủ đoạn sao? Hết chương 1144 rồi à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.